xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay tiếp tục Phương rong ruổi những con đường ở Nha Trang đó bà con các anh chị. Sáng nay thì Phương sẽ quay lại đường 2 tháng 4 ha. Thì đường 2 tháng 4 thì Phương quay cũng rất là nhiều rồi. Thì hôm nay Phương quay lại thì ngay chỗ này nó kẹt xe đó. Phương cũng quay cho bà con khán giả xem ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Cái điểm Phương đang đứng nè, đang đi nè. Bên đây là đường 2 tháng 4. Phía bên đây là đường Lạc Thiện và con quán chị. Xe rất là đông luôn. Bên đây là lên dốc Đại học Thị Sáng này. Bây giờ Phương sẽ đi thẳng con đường 2 tháng 4. Ngay chỗ đây kẹt cứng rồi. Ồ, kẹt cứng rồi. Ồ. Giờ Phương đi vô lề đó. Ôi nhích từng bước luôn à. Bên này là một quán cà phê. Chào anh. Sáng nay kẹt xe. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bên này kẹt xe nhiều quá anh ha. Dạ. Dạ. Ồ. Sáng nay cũng kẹt hả anh? Sáng nay cũng kẹt hay là lâu lâu? À, thứ hai thứ ba. Dạ. Đây là lần đầu tiên Phương đến ở chỗ này thấy kẹt, cảnh kẹt xe ở Nha Trang này. Ồ. Bây giờ là 7 giờ 5 bà con cô bác chị. Rồi chào anh. Rồi đi ngược chiều luôn nè. Chắc khoảng nửa tiếng hết á anh ha. Nửa tiếng là hết rồi. Chưa chắc là dọc cái mình đi ngược chiều thôi. Dạ đây là bên đây là ngược chiều rồi. Thứ hai thường thường mình đây cái đây thì cũng ngược chiều mà ứng thôi. Thứ hai với lại thứ ba đồ hay bị chứ còn chủ nhật thì không sao hết. Thường thường là thứ hai thứ ba là bị hả? À nhiều hơn nhiều đó. Mà nó đi bên đây là đi ngược chiều kìa, nó que nó không ấy chứ bên kia cũng thoáng mà. Dạ bên kia thì thoáng đúng không? Do cái góc đây này dở. Dạ. Thôi em chào anh nha. Thôi, mình đang miếng xanh lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, gặp bài hả? Dạ. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em ở ngoài đúng không? Lần đầu tiên. Em xuống đây tôi biết dạ. Anh ở sớm nào? Mình ở đây. Dạ, ở gần đây luôn hả? Dạ. Ồ, anh này đi ngược đường nữa chứ. Thôi gì chứ. Anh này là tụi bên mày, xin chào. Bánh mì bán bánh mì trẻ nè. Ủa sao bên này là đi ngược quay qua lọt qua bên này ta? À. Ủa sao chèn qua đây rồi? À bên này người đi qua bên này mà lại lọt qua bên này rồi, mấy người này bên lọt bên này rồi. Bên này là các cháu là đi qua lên trường Đại học Thị Sản nè. Anh này đi qua đường Đại học Thị Sản đó là không qua được, thành ra mới chen qua đường này. Đâu qua chưa?
rồi, vô đây bớt rồi. Dạ. Dạ chào chị. Ở chỗ này kẹt xe đông quá hả chị hả? Thường kẹt xe không? Dạ. Em về cái lối đường vô đại học thị sản á, cái cháu này là đi qua bên này hết hả? Mới đưa vô được lên cái dốc được. Dạ kẹt đường luôn ha. Hôm nay là ngày đầu tuần đó bà con cô bác chị. Hôm nay là ngày 9. Ở bên này trống rồi. Bên đây là đường Đoàn Trần Nghiệp. Chào bà chủ bán xôi. Ủa ông chủ đâu? Đây rồi luôn. À đi giao hàng rồi hả? Dạ. Giờ đi qua tiệc đường đúng không? Đúng rồi. Giờ này cũng vắng quá ha em ha. Giờ này cũng vắng quá ha. Dạ, bố bán sườn sâu luôn. À, rồi em chào chị, chào chị gái. Chị bán bánh mì bên đây nè. Chị bán bánh mì bên đây đúng không? Chào chị. Đúng rồi, lâu quá rồi mới gặp chị lại nè. Mấy giờ là ngay chỗ này người ta mua đông nhất em? À, tùy vậy hả? Đông nhất là buổi sáng. À, buổi sáng. Chắc phải tầm 6 giờ. Phải 6 giờ hả? Dạ, đúng rồi. Đông lắm. À, giờ này người ta cũng tranh thủ đi làm đó. Nhiều học sinh này, nhiều sinh viên rồi. À, hôm anh quay đó người ta hỏi cái góc đây là cái chỗ nào, để anh quay lại cho chi tiết cái chỗ em bán nha. À, Đoàn Trần Nghiệp nè, hôm đó khán giả hỏi nè, đường 2/4, bên này là đường Đoàn Trần Nghiệp với bà con có bán chị. À, anh chào em gái nha. Khai mạc 8 giờ tối thứ 6 các bạn nha. Chiếc đỉnh cao bay đến trên không với trung vàng quốc tế. Nhiều loài chú thú sở. Bây giờ Phương băng qua đường, Phương sẽ quay sông núi đó bà con có anh chị. Sớm nay Phương quay một lần rồi, hôm nay Phương cũng quay lại cho bà con khán giả xem ha. Phương quay sông núi đó thì Phương quay muộn, hôm nay Phương sẽ quay sớm hơn.
Hóa 18 Trường Phúc. Sớm này phường quay cũng lâu rồi bà con các bác chị. Bên là một trường mầm non Vĩnh Phước. Sao em? Dạ. Ừ. Dạ. Giờ đi đâu vậy? Đi nữa. Hả? Đi nữa uống cà phê đen. À. À. Bị á thi. À. Đi làm xong đi hát xong bị thi á. Đi làm xong đi hát đó hả? À, đi hát xong bị á thi luôn. À. Bị á thi. À. À đó. À. Hồi em làm đâu? Đi làm đi hát á. À, đi hát. Đi hát. À, chắc em hát hay lắm ha. Không, đi hát. Hát á. Đi múa chứ. À, đi múa. À, đi múa chứ sao chứ đi hát. Dạ, xin lỗi. À. Đó, Trinh nè. À. Trinh, Trang, Tâm, Lan, 4 đứa. À. 1, 2, 3, 4 đứa đám cưới rồi. À. Bị thi, âm bỏ luôn rồi. À. Bỏ 1 năm á. À. 1 năm đi rồi, bị thi, âm bỏ luôn rồi. Mấy hồi là ở trong đoàn nào? Không có biết. Bị thi không? Không, mấy hồi mình đi múa trong cái đoàn nào? Không biết luôn, bị theo đồ xong luôn. À. Không biết luôn. À. Tiếng Anh nghỉ rồi, Điện Nam nghỉ luôn hả? À. À. Nhà mình ở đây hả? Nhà mình ở đây, ở trên đây hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À. Dạ. Rồi bây giờ là đi lon đông. À, để nữa. À. Ở đám 5 ngàn, ở đám mà uống 5 ngàn ăn. À. Đi lấy bỏ 5 ngàn. À. Khoa 10 ngàn, rồi xong, rồi tiền luôn. Anh làm gì vậy? Anh đi quay phim nè. À. À. Rồi em có gia đình chưa? Dạ, một năm yêu rồi. Rồi. Xong rồi thi anh bỏ luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Giờ em ở với ai? Mẹ ba đi làm rồi. À mẹ ba. À. Anh đi lên như thế này đó. Rồi anh quay em có làm sao không? Dạ không. Không hả? Được mà. À vậy đó hả? Dạ. À Phương còn giữ tiền của anh Hùng đó gửi cho cái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. À, 20 tuổi đi hát. À. 22 bị thi. À. Trên đúng 11. Đi múa cho đi hát gì? Trên đúng 11. Trong đội múa đó. Dạ 11. À. 11 năm rồi. À. 32 tuổi rồi. À. Giờ bây giờ thì lượm này là kiếm thêm tiền á hả? Dạ. À kiếm thêm tiền. Anh quay gì rồi mẹ có thấy có nói gì không? Dạ không. Hả? Dạ từ. Cái gì đây? Nó là gì vậy? Thôi được rồi. Không. Bạn á. Đây anh Hùng bên Úc á gửi cho em 100 ngàn nha. Giờ em cũng bị tai nạn rồi. Đây, tai nạn cũng không làm được cái gì hết á. Đây. Đây là chú Hùng bên Úc á. Rồi. Hả? Không. Để dành nha. Dạ, dạ. À, từ chứ còn sớm mẹ. À thôi đi. Rồi 32. À em biết rồi. À xong Trinh đó. Em tên gì? Dạ Trinh. À Trinh. Anh quay rồi mẹ có lay gì không? Dạ không. Bên mẹ có lay không? Rồi anh rồi. À, thôi được rồi. Không. Thôi được rồi. Không chứ. Thôi em đi. Anh chấm không à. Trời ơi. Thôi em đi. Không mà. Yeah.
Dạ chào chị. Một quán cà phê trong xóm. Bên đây là hàng ăn nè, bánh canh. Đúng rồi. Rồi xin chào. Khỏe không? Em khỏe mà. Ừ. Bây giờ đi làm đó hả? Dạ. Rồi đi đâu đây? Đi cho ngủ. Anh ngủ bụi ở đây nè, ảnh không có nhà cả cửa gì. Không nhà cửa vậy đó hả? Có nhà mà ngủ không được. Hả? Có nhà ở không được. Có nhà ở không được là sao? Ý là không có, ông ở nhà chú rồi thôi, cha mẹ mất rồi nhưng mà ảnh tối ngủ bụi ở đây. À. Bà con làng sớm ta thấy người ta thương á. À gì đó hả? À. Đây anh Hùng Việt Kiều Úc á, ở xóm Cồn á, gửi anh 100.000 nha. Dạ. Ngày gặp anh ở chỗ kia mà. Không nhớ nữa. Mình đi rất là nhiều con đường không biết nhớ nữa. Ở chỗ gì thì anh đứng ngay chỗ gì chỗ tình vàng á. Tình vàng đó. Chắc lúc đó đang sắm mấy lượng vàng á. Thôi anh đi. Dạ. Ha. Thôi. À, thôi chào em gái nhà trên đây hả? Dạ, em sẽ em chạy thẳng xong ở đây nè, còn em bây giờ à ở cái chiều là em phải dắt đi chị Thảo. À vậy đó hả? Dạ. Ở khúc trên này. Dạ không, anh em đang ở đó, anh đang ngồi đó. À vậy sớm mình là sớm gì? Dạ, em á hả? À sớm đây là sớm gì? Ở đây là trường Phúc Bình Phước. À trường Phúc Bình Phước. Hồi nãy anh quay cái con bé kia con sao không biết dạ, anh không ngại. Đâu. À bình thường mà. À sợ ba mẹ có le không biết. Dạ không le. À. À vậy đó, thấy bé cũng vui. Dạ nó bị ta biến rồi. Nó đi bị tiếng. À vậy đó, cũng đi lượm được kiếm thêm ít đồng đồ á hả? Dạ, cũng đi lượm đi rồi. À, em tên gì? Em tên Sang. À, thôi chào Sang dạ, nha. Dạ, 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 chào. Ờ, chào. Ừ, dạ. Chúc may mắn nha. Dạ. Rồi, bên đây là cô chiên chả cá. Rồi, chuẩn bị chiên chả cá. Chào cô. Rồi, cô bánh cá. Rồi, quay đi. Rồi, chào chị. Rồi cô bán dạ quay cho bà con xóm giềng nhớ xóm cũ rồi mà dạ con chào cô quay làm gì dạ kia mà lãnh tiền bên đây bán cá nè bán được không cô dạ lại ra nhờ pha với cũ bữa dạ. Quay là mực bữa như dạ. lên chỗ làm nhâm quay trên à, nhâm đó đúng rồi à, quay cho có mình mà mực đẹp gái quá quay quay lẽ chị có mua ké ở trên đó hả làm nhâm ở trên đó làm nhâm ké trên đó luôn dạ rồi sáng giờ có nhâm nhiều không không ít lắm hả gia bị hết rồi dạ hỏi như miền trong mà nó quay nó hỏi miền trong chừng nó giúp đỡ giùm cái gì giúp đỡ dạ, cho ở Nha Trang mà quay chim mà dạ ta cho bà con xóm giềng xem nó mà ké trên ngay chỗ bến cũng ít lắm hả cho chị dạ về chơi mình nói lên chỗ là đi. Xong về người ta quay xong về ta lọc lại cho bên kia là có một cái ở trong kia có một cái quán nữa nè dạ dạ thôi em chào chị gái vui tính nha ok dạ quay lối sao đâu quay đâu à cho bà con bạn bè rồi thấy mà dạ đón nè gì cái mặt nữa đậu đón được rồi quay người mẫu á quay người mẫu trước chứ rồi quay ké sau chứ người mẫu đẹp rồi mới quay trước đúng không đây chị đây là người mẫu nè chắc đây là người mẫu rồi lên tiếng là người mẫu rồi đây quay ké quay giờ mẫu nữa là đúng không đúng rồi quay á đúng rồi khổ cho nào tiền giấy cha tiền hả con của em nhưng mà tên gì em tên là Phương Phương Nha Trang biển xanh. À, Nha Trang biển xanh. Đúng rồi. Dạ đúng rồi Nha Trang biển xanh. Hôm em quay rồi đó. Hôm em quay là lúc đó là 9-10 giờ gì đó. Hôm nay là sớm hơn ha. Hôm nay là 7 giờ rưỡi rồi. Đúng rồi. Ủa? Nha Trang biển xanh. Bạn bán thịt à không. Ủa bạn bán thịt hôm gặp mình ở đâu? Mà nhớ. À chợ Bầu. Ủa bây giờ bán chợ chạy qua đây hả? Không ngồi đây đi chợ Bầu đi công việc. À đi công việc tưởng đâu bán chợ chạy. Đi thấy vô phát cây cho những người nghèo khổ tiền dạ. Đó. Rồi đây là chị Hoa Hậu. Chị người mẫu chứ. Đây là chị người mẫu nè. Người mẫu. Người mẫu. Vàng mẫu nữa.
chị không phải đẹp rồi, chị đứng xe là chị cố tình chị nói mà. Rồi đẹp đó, chị đẹp mà. Rồi đây là bán cá nè, đây bán thịt nè. Rồi chiều lên kênh Nha Trang Biển Xanh nha. Chiều 22 á là thấy chợ bán thịt nè. Rồi bên đây là bánh xèo, chào chị bánh xèo. 10.000 ba đứa. 10.000 ba đứa là bánh xèo giỏ đúng không? Xèo giỏ có con tôm đàng hoàng. À đây 10.000 ba cái nè. 10.000 ba cái. Ủa cái đây còn lên cái dốc cao không ha? Bên này là lên cái dốc cao nữa nè. Rồi bán lâu chưa chị bánh xèo? Vài tháng rồi. À được 3 tháng không? Đúng rồi, 4 tháng mình tới đây đâu có gặp đâu. Hình như đợt trước mình cũng tới mình gặp rồi mà bán gần hết rồi. Bán đồ khác. À bán đồ khác. À bán đồ gì? Bán đồ nước, bông trái cây, bún thịt nướng. Rồi lâu lâu cũng đổi món chứ. À cũng đổi món chứ, một món cũng đâu có ấy được. Dạ con chào ba. Dạ, đi xuống ăn sáng hả bà? Đâu có từ thiện đâu bà. Dạ, ủa mới đây sao nhanh dữ vậy? Dạ. Em nay là không có chồng là mấy đứa con? Còn 4 đứa con. 4 đứa con luôn. Nhỏ không à anh à. À. Dạ, 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 dạ. Nó giỡn không à? Bánh xèo nó giỡn không à? Bị dụ thiệt á. À vậy đó hả? Dụ lần thôi chứ sao bị dụ hoài vậy? Em nói người ta quay phim người ta cho tiền, mai mốt người ta chồng. Không có đâu, đâu có tiền đâu mà cho. Gọi đó cũng được. Tiền đâu rồi cho. Quân quân mới cho. Tiền đâu cho. Anh quân quân mới cho, nó ủng hộ. Con cho là chia ra chị. Dạ, chào ba đi đâu vậy ba? Dạ. Dạ, là phường hội chị này ha. Chị cụ này ở đâu chị? Ở gần đây ha. Tự sống một mình thôi chị. Dạ, cũng có con mà khổ lắm. À, con khổ lắm. Dạ. Dạ, bị sao mắt bà? Bị sao mắt bà? Dạ. Đây là anh Hùng sớm còn gửi cho bà 200 muỗng gạo nha bà. Cảm ơn con. Nhân bà. Dạ. Dạ. Đứng đây thì Phương còn 120 của anh Hùng, Phương gửi luôn. Cô ơi, anh Hùng xúm cồn gửi cô là 120 đi ha. Dạ, à, đây chị cô ha. Dạ, cô gần đây không? Dạ. Thôi con chào cô. Bây giờ Phương sẽ đi lên một đoạn nữa ha. Bên này chị bán trái cây nè. Cái phong bì của anh Hùng xóm cồn đó cũng hết rồi bà con có bán chị. Phương cũng thay mặt bà con nghèo đi những con đường và Phương đi đó. Phương cũng thay mặt bà con nghèo cảm ơn anh Hùng rất là nhiều luôn. Rồi bên đây là chị bán rau củ đang rào. Chào chị. Rồi bên đây là chị bán bánh căn. Xin chào chị bán bánh căn. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.